Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Max Channel. Chắc hẳn một trong số chúng ta từng ít nhất có một lần phàn nàn về giá của những chiếc điện thoại Apple, khiến cho việc sở hữu chúng trở thành một điều gì đấy khá là xa xỉ, kể cả với những mẫu máy được Apple gọi là giá rẻ như là 5C hay là SE. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, sắm cho mình một em điện thoại gắn mác táo gắn dở là việc khá dễ dàng khi mà số lượng những mặt hàng máy lock đang ngày càng gia tăng trên thị trường. Và đúng như dự đoán thì những chiếc iPhone SE lock đầu tiên đã có mặt tại thị trường với giá chỉ bằng một nửa hàng chính hãng và hứa hẹn một cơn lốc mãnh liệt trong năm 2017. Với cái giá tình thương khoảng 4 triệu như thế thì chúng ta sẽ có những điều tuyệt vời gì? Thì trong video này mình sẽ làm rõ cho các bạn. Đầu tiên phải nói về cấu hình, sẽ là rất thiếu sót nếu các bạn không nhắc đến cấu hình của chiếc điện thoại này, bởi iPhone SE của chúng ta được mang trong mình một khả năng được đánh giá là cực kỳ kinh khủng trong tầm giá. Ra mắt vào năm 2016 được coi là chiếc điện thoại giá rẻ của Apple, nhưng iPhone SE được trang bị lại y nguyên cấu hình của chiếc iPhone 6S, đó là con chip Apple A9, RAM 2GB, viên pin dung lượng 1624 mAh. Cấu hình này nếu so với các thiết bị trên nền tảng Android trong thời điểm hiện tại thì có lẽ còn phải chạy dài mới bám kịp. Tuy nhiên, với nền tảng iOS được tối ưu cực kỳ tốt thì đây sẽ được đánh giá là một cấu hình tuyệt vời, đủ để đáp ứng mọi tác vụ hàng ngày. Hơn nữa, những tựa game từ nhẹ đến nặng cũng được chiếc iPhone SE xử lý gọn gàng mà không phải quá lo lắng về việc giật, lag hay là nóng máy. Với viên pin 1624 mAh, do màn hình khá nhỏ cùng với hệ điều hành iOS, chúng ta vẫn sẽ có khoảng 3 tiếng on screen. Bên cạnh đó thì iPhone SE của chúng ta có kích thước màn hình là 4 inch với tấm nền IPS LCD, độ phân giải chỉ là 640x1136 pixel, nhưng mật độ điểm ảnh cũng lên tới 312 ppi. Mặc dù màn hình có kích thước khá nhỏ nhưng chúng ta không phải nhéo mắt hay là tập trung quá nhiều hơn bình thường để đọc được một đoạn văn bản hay là xem hình ảnh nào đấy trên màn hình, bởi vì iOS đã tối ưu hóa rất tốt màn hình này để mang đến trải nghiệm tốt nhất đối với người sử dụng. Thứ hai, về thiết kế. Thiết kế của chiếc điện thoại này vừa được coi là điểm mạnh, vừa được coi là điểm yếu. Với những ai yêu thích một vật gì đấy cầm vừa tay này, nhỏ gọn lại trơn tru mượt mà, đặc biệt là các bạn nữ ấy, thì với cái bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu, đây chính là sự lựa chọn của các bạn. Kích thước màn hình chỉ 4 inch sẽ giúp cho người sử dụng có một trải nghiệm rất sung sướng, không cần quá với tay hay là nghiến răng nghiến lợi mà vẫn thoải mái xài tẹt ga. Thậm chí với các bạn nam ấy thì đây cũng sẽ là lựa chọn khá thông minh, bởi với kích thước vừa phải nên không muốn nói là hơi nhỏ thì chiếc máy này cũng sẽ rất phù hợp với những bạn yêu những đồ vật nhỏ bé. Trên mạng đã dạy cấm có sai, đàn ông thì vốn không nên mang hai con quái vật ở trong quần cùng một lúc. Ưu điểm trên được iPhone SE thừa kế. À không, chính xác là bê y nguyên lại từ chiếc iPhone 5 và iPhone 5S đã được ra mắt cách đây khoảng 5 năm. Mình cá là khi Apple đổi thiết kế lên iPhone 6 thì rất nhiều người đã không thích và tiếc nuối ngôn ngữ thiết kế cũ với rất nhiều ưu điểm mà mình vừa kể ra ở trên. Tuy nhiên cũng có khá lời ra tiếng vào, bởi với một thiết kế được ra mắt cách đây 5 năm thì cho đến bây giờ, nhất là trong thời điểm một sản phẩm công nghệ chỉ có tuổi đời rất ngắn, nó đã bị coi là lỗi thời và không đủ để đáp ứng nhu cầu giải trí của đại đa số người dùng. Tuy nhiên, với thiết kế được coi là copy của iPhone 5S, nhưng Apple cũng đã khá chăm chú đến vẻ bề ngoài khi cho ra mắt thêm khá là nhiều phiên bản màu mè rất đặc biệt để nịnh lại người dùng, đặc biệt là hai màu mới Gold và Rose Gold, hay chúng ta còn gọi nôm na là vàng và hồng, chứ không còn dừng lại ở đen xám và trắng như trước nữa. Cuối cùng là về camera. iPhone SE sử dụng camera chính có độ phân giải 12 megapixel với khẩu độ f/2.2. Đèn flash LED được bê nguyên từ iPhone 6S. Camera tự sướng của máy chỉ có độ phân giải là 1.2 megapixel, tương tự như iPhone 5S, nhưng mà nhờ vào cái chipset mạnh mẽ và cảm biến ảnh 12 megapixel nên iPhone SE có khả năng quay phim và chụp ảnh với độ phân giải lên đến 4K. Vì sở hữu cảm biến camera của iPhone 6S nên những cái hình ảnh chụp được SE không có nhiều điểm khác biệt so với bức hình của người tiền nhiệm. Màu sắc được đưa ra rất là trung thực. Nếu chụp ngược sáng thì bạn có thể bật chế độ HDR để tránh mất chi tiết. Đó là những điểm mạnh về cấu hình, thiết kế cũng như camera. Còn một cái điểm rất đáng tiếc mà chúng ta không có ở trên iPhone SE, đó chính là nó vẫn chỉ sử dụng Touch ID 1.0 của iPhone 5S, nên là tốc độ xử lý vân tay vẫn còn khá chậm và thô sơ, bởi đây mới chỉ là Touch ID đời đầu. Tóm lại, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn luôn phàn nàn rằng iPhone SE là một chiếc điện thoại quá đắt và không xứng đáng với tầm giá. Nhưng với những chiếc máy lock hiện tại chỉ có giá khoảng 4 triệu mốt thì có lẽ chúng ta cần phải dành tặng cho iPhone SE thật là nhiều lời khen, bởi đây là một cái giá quá hời và thực sự đáng mua khi mà nó mang trong mình một cấu hình rất mạnh mẽ, một thiết kế huyền thoại được thừa kế lại từ phong cách Steve Jobs. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share lại bạn bè. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.